cái nếu mà theo thì mức xem trong cái tính toán của tao có bị trùng lặp không, trong cái mà mình đưa ra cái mức tao như vậy là ở cái tính toán để chi cho mầm non, mà lúc nãy đây tôi vừa mới nhận được cái phụ lục của bên ngành giáo dục á, thì cái mức trùng của cái trong cái mức thu học phí, tức là cái mục để các cái nội dung chi cho cái thu học phí á, thì nó trùng với cái nội dung chi cho cái thu của cái nguồn thu xã hội hóa. Cái nguồn thu xã hội hóa chúng ta cũng đưa ra là để chúng ta chi làm những cái việc sửa chữa phòng học, rồi bàn ghế học sinh, mua sắm các thiết bị, rồi các thứ các cái hoạt động trong giáo dục. Thì đến khi phần chi của trong cái học phí này chúng ta cũng đưa vào cái mục mà chi trong học phí, cũng lại là coi như sửa chữa nhỏ rồi mua sắm trang thiết bị đồ dùng, nói chung là cái phần chi về cơ sở vật chất đưa vào phần học phí cũng rất là lớn. Đó, đưa vào để chi ở cái phần mà ta thu học phí ấy. Trong khi đó thì đưa vào phần chi ở trong cái phần mà thu mà xã hội hóa của chúng ta thì cũng là nằm đầu trong những cái hạng mục đó. Đó là hai cái phần mà rất là trùng. Thu học phí là cần, cái tăng là cần thiết, nhưng mà tăng ở mức như thế nào là cần phải có cân nhắc. Và như hiện nay như vậy là tôi cũng cho rằng là tăng rất là lớn. Và một cái ý thứ ba nữa là chúng ta lấy cái căn cứ, thêm một cái lý do căn cứ nữa là chúng ta tăng là do cái mức lương được tăng, lương cơ bản được tăng 60%. Nhưng mà lương cơ bản thì đó thì ta thử tính xem là cái tỷ lệ mà cái người mà có con em học đi học á, thì bao nhiêu người là được tỷ lệ nằm chiếm được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là có cái lương, và bao nhiêu là phần trăm là không có lương, làm công nghiệp hoặc là các cái lĩnh vực khác thì có được bao nhiêu phần trăm, để ta lấy đó làm cái căn cứ để người ta tăng học phí. Và tôi cho rằng là nó chưa xác đáng lắm trong cái việc mà chúng ta tăng ở cái mức cao thì như thế. Tăng là cần thiết, nhưng mà tăng ở cái mức mà thứ nhất là nó phù hợp với cái điều kiện mặt bằng kinh tế chung của tỉnh ta. Cái thứ hai là các cái phần chi nó phải mạch lạc rõ ràng giữa hai cái nội dung thu về xã hội hóa và thu về học phí. Và cái thứ ba nữa là các cái đối tượng mà được tăng về lương trong thời điểm, cũng trong cái thời điểm này là nó chiếm tỷ lệ cũng không phải là áp đảo đa số ở trong cái phần đó, để chúng ta để đó làm căn cứ để mà tăng học phí.